Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình khi mình chơi game Play Together. Ok các bạn ơi, và hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em là 3D. Nhưng mà là em là 3D Faka anh em ơi. Mày không hớt được bao con trai, Tobi không tình yêu. Thanh niên này giả mạo tên giống hệt tên của anh Slenderman luôn mọi người ạ. Nên là nhờ hôm nay Nhân sẽ quyết định vào nhà tên giả mạo này và cho hắn một bài học nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, đây là các bạn nhìn thấy tên. Tên của hắn là giống hệt luôn, cũng em là 3D anh em ơi, giống hệt không khác tí nào tên của anh Slenderman luôn. Và mình sẽ không tặng sao cho hắn đâu vì hắn là Faka anh em nhé. Ok các bạn. Rồi, thì nhà này của hắn trang trí một phát là màu hồng luôn, nhưng mà đây không phải là màu hồng, đây là màu da cam. Đây là màu da cam không phải màu hồng em ạ. Với này tên này giả vờ là anh Slenderman này được tặng rất nhiều chai rượu, được các bạn không biết đi, các bạn tặng rất nhiều chai rượu luôn, để đầy chai rượu ngoài bể cá luôn anh em ơi. Holy shit, các bạn nhầm hết rồi. Câu được mấy cái con cá quần què này, con cá rồng, con cá cùi bắp này các bạn ơi. Rồi, tên này đúng là tên cùi bắp rồi. Thôi Slenderman mọi người ạ. Yo, ở đây nó có gì đây? VKC trên trời, nhớ spam sao cho chủ nhà đậu xanh các bạn thấy chưa? Trời ơi, giờ muốn vào nhà nó đi vệ sinh cái đi, phải lên trời mới đi vệ sinh được, mới đi ỉa được các bạn ạ. Tao lấy mày. Kinh thực sự đấy, xem nào, dưới đây có cái dâu. Này, dưới đây không có gì anh em nhá, dưới đây trống rỗng tích nè các bạn này. Ấy. Ồ, trên đây cũng không có gì anh em nhá. Ấy, không có một cái gì luôn. Đây này các bạn này, các bạn để cái bể cá này nó bịt luôn đường. Nó bịt luôn đường không cho vào, nó mấy bạn vào bên trong kia là không ra được anh em nhá. Ấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra ngoài đây nhá, gặp cái tên em là 3D Faka cho nó một bài học luôn, dám giả mạo anh Slenderman đúng không em? Kìa rồi, em là 3D kìa rồi, hắn đang ở trên kia các bạn ơi. Á đù, căng thực sự đây. Nào, làm sao? À, nó ngủ rồi. Đây, thanh niên em là 3D Faka. Dậy mau. Dậy mày, đủ mày giờ này còn ngủ nữa. Quay. Từ này nó đang ngủ rồi anh em ạ. À, lần này nó có cái nhà vệ sinh ở trên trời đúng không? Đâu, cái nhà vệ sinh trên trời của mình đâu? Cái nhà vệ sinh trên trời của mình đâu? Ta sẽ lên ta ỉa vào nhà mi một bãi luôn. Yo, đâu xem. Ui ôi. Ôi em ơi, nó xây cái nhà vệ sinh trên trời như vậy thì ai mà ỉa đấy các bạn ơi. What the hell? Cái kia các bạn có nhìn thấy cái tít tít ở trên đây không? Trên đâu không? Ui, nhà vệ sinh của nó này, người ta muốn vào nhà nó chơi mà ỉa nó phải neo vì neo vậy phải cả nghìn bậc cầu thang luôn các bạn ạ. Ui vậy neo vậy xong thì ỉa cha ra quần rồi. À, cái thanh niên này ác thực sự luôn. Sao mình lại ác thế nhỉ? Mấy bạn này vẫn quyết tâm neo lên trên đấy để ỉa các bạn ạ. Thế các bạn biết tại sao mà mấy bạn này còn quyết tâm neo lên đấy ỉa không? Vì làm sao? Vì cay hắn mà quyết tâm lên nhà nó ỉa cho thanh niên Slenderman 3D Faka một bãi nhà, và nhà nó ỉa một bãi luôn các bạn. Được rồi. Được rồi, mình cũng cài qua các bạn, mình sẽ quyết tâm nên ỉa cho nó một bãi nha. Nhưng mà nên ỉa nhà thanh niên này không phải đơn giản đâu, ỉa nó cũng cả vấn đề đấy các bạn. Yo, neo mấy chục bậc cũng mấy nghìn cầu thang, bậc cầu thang luôn. Yo, bắt cua cái này là nghề của mình em ơi, nghề của mình rồi, nghề của mình rồi. Khá khá. Đủ. Boy. Nhớ mấy nha. Nại, chủ quan. Chủ quan quá anh em ạ. Mày em đẹp 3D tí nữa nhá, ta sẽ ỉa đây vào nhà vệ sinh nhà mi. Các em chia sẻ cho thầy đây. Chia sẻ cho thầy. Ỉa, không có chỗ nào để ỉa nữa thôi. Ok, let's go. À, anh em đừng qua nhà thằng này ỉa nhá. Anh em thề luôn, mất công qua nhà thằng này thì sang nhà anh Slenderman thật mà chơi đi. Mình cay tên này quá thì mình mới vào nhà nó ỉa cho nó bãi anh em ạ. Ok rồi, từ từ thôi, không được gánh nữa là toang ấy. Gánh nữa là không ỉa được nhà nó phát nào đâu. Yo. Ôi, tí toang anh em ơi. Ôi, sợ thế. À, thanh niên này vào nhà nó ỉa một bãi mà. Nguy hiểm quá. Bây giờ ai đang mót ỉa thật mà đến nhà nó mà đi nhờ nhà vệ sinh chắc là thôi. Chắc là... chỉ có đi ỉa bậy. Hiểu ỉa bậy luôn đó nhà. Tên em là 3D Faka luôn anh em ạ. Mà mình là người lịch sự đúng không? Mình nên ỉa cho nó chặt nhà vệ sinh cho nó không có chỗ mà ỉa nữa thôi. Rồi ok. Nào let's go. Ui trời ơi, nguy hiểm vãi anh em ơi. Wow. Yes. Ui chà một lúc anh em ơi.
Cao vãi hàng luôn. Thanh niên này nó cũng kỳ công xây cái nhà vệ sinh ỉa. Đúng là nó ghét fan, nó ghét fan của em Nà Bá Đê mà muốn lên cho nó ỉa phải neo mấy nghìn bậc cầu thang. Tên này pha ke, các bạn để mình, mình sẽ lên tận nơi mình ỉa em Nà Bá Đê pha ke này. Quyết tâm này, tôi quyết tâm. Yo yo. Ui run 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 run. Ui sao đông thế nhỉ, mấy thanh niên này cũng ngọn ỉa nhiều quá ta. Yo yo, thế là còn bậc quyết định này. Yo yo, ok anh em, thì mình đã vượt qua được cái chướng ngoại vật đầu tiên của con đường đến nhà vệ sinh của thanh niên em là Bande Fakia. Các bạn nhìn thấy cao vãi luôn, thanh niên này cũng kỳ công xây đó các bạn. Nhưng mà đây này, thử thách tiếp theo này, thử thách khó này, thử thách này không phải đơn giản nữa, nhảy một ô thôi, nhảy một ô nha. Nhưng mà chúng ta phải nhảy cẩn thận và không có nó toang ấy. Đừng em ơi, anh đang đi hả? Anh đang muốn ỉa nhà thanh niên này một bãi, đừng gọi anh đi đâu. Rồi ok nào. Thanh niên sợ lồ cao, nó nên phát là bị toang luôn anh em ạ. Rồi ok, let's go nào. Let's go. Ui. Yeah, chỗ này các bạn phải cẩn thận nha anh em ạ. Yeah. Yeah. Ui. Tí rơi anh em ơi. Rơi đây là mất công, nhảy lại luôn đấy. Yo. Bình tĩnh anh nha các bạn nha, bình tĩnh lên nha các bạn trẻ nha. Đừng chăn đấn xô đẩy, ai cũng có phần, ai cũng được ỉa nha. Ai cũng được ỉa nha. Thằng đó. Thanh niên Black Mika cũng muốn ỉa quá à. Em nè, nên cẩn thận em ơi, cái này không phải đơn giản đâu, thanh niên này nó chơi khó mình đấy. Đi à, không dễ đâu. Ui. What the hell. Đi à, không dễ đâu. Ui. Mệt quá, toát hết mồ hôi anh em ơi. Toát hết mồ hôi. Sợ quá. Ngồi đây nghỉ tí. Ngồi đây nghỉ tí anh em ơi. Cao quá. Ngồi đây nghỉ tí, tôi thề rồi, bây giờ tôi sợ độ cao lắm các bạn ạ. Thề luôn, tôi không dám. Nên tôi cái trong đoạn này là cũng cao lắm rồi các bạn ơi. Yo. Yo 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 yo. Ôi, toát mồ hôi đít luôn các bạn ơi. Này này, ỉa thanh niên này một vãi mà nguy hiểm thực sự luôn. Yo yo. Rồi. Rồi ok, tiếp tục các bạn nha. Rồi đỡ sợ, đỡ run rồi. Các bạn nào muốn lên nhà thanh niên này ỉa thì cứ bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Để mình chỉ cho anh em cách nên nhảy mà sao chúng ta phải nên ỉa làm sao cho cẩn thận, và các bạn hãy bình luận bên dưới cho biết. Mình các bạn còn muốn mình kiểu đến nhà thanh niên này làm cái gì nữa một nếu mà ỉa thành công anh em ạ. Giờ rồi các bạn muốn mình làm cái gì ở nhà tên này anh em ơi. Yo yo yo, cái bước này bước cuối cùng quan trọng. Yo, thôi chết mẹ rồi. Thôi. Trời ơi, cái quần què gì đây. Rồi các bạn ơi, mẹ đậu xanh, cái tên khốn này nó chơi mình các bạn ạ. Phát cuối mình nhảy tụt xuống đất. Bây giờ mình vừa cố gắng nhảy lại các bạn ơi, và cố gắng nhịn ỉa, không ỉa ra quần các bạn ạ. Không có, nói thật với các bạn là ỉa ra quần giờ này là hơi bị toang nha, hơi bị toang đấy nha. Không ỉa, chúng ta không thể ỉa được. Cố lên, cố nhịn ỉa, sao sắp được ỉa rồi, yes. Nhưng mà cẩn thận phát cuối này, lúc ngoài tôi bị sảy chân phát cuối này, tôi cũng hơi run anh em ạ. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện một pha parkour đi vào lòng người hay đi vào lòng đất đây. Lên. Yo yo, lần này thì anh không bị sai lầm rồi. Đâu rồi, nhà vệ sinh của nó rồi, nhà vệ sinh của đâu rồi. Trời ơi, má đậu xanh nó cay thực sự. Đây cũng có ba bạn lên đây ỉa. Thôi chúng ta bắt đầu ỉa đấy nha. Yo yo tự á. Yo làm chụp kiểu ảnh nào, lưu giữ kỷ niệm nào. Yo mấy bạn này, mấy bạn trẻ này. Yo đây nào. Yo thanh niên kia đây. Thanh niên kia đang ỉa mọi người ạ. Ỉa nhìn nó ỉa như buồn cười quá. Rồi ỉa tiếp đi. Ỉa nhiều vào mọi người ơi. Ỉa cho thanh niên này đầy cứt luôn. Ồ, thanh niên kia cũng chụp ảnh selfie trong lúc đi ỉa đó mọi người. Tấu hài thực sự luôn. Rồi ok anh em nha. Rồi. Ok anh em, rồi mình đến đây mình quyết định mình cũng sẽ đi ỉa một bãi anh em ạ. Ỉa. Ui dồi ôi, bốc bụi vân luôn này. Ui dồi, các bạn nhìn thấy chưa. Đấy các bạn ỉa, mình nhìn các bạn nhìn thấy mình ỉa cho ỉa bốc bao nhiêu mùi lên nhà hắn luôn này các bạn. Đấy, cái mùi đây, cái mùi thối ấy, mùi của. Yeah, ỉa, ỉa đi, ỉa hết đi, ỉa, yo, trời ơi, tay hôm nay mình bị táo bón anh em ạ. Yeah, rồi ok các bạn ơi, thì cuối cùng mình đã lên đây ỉa cho nhà cái thanh niên em là 3D Faka một bãi nha. Tên giả mạo anh Snell em mọi người ạ. Và cảm ơn mọi người đã xem hết cái clip này. Các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Xin chào tất cả mọi người nha, xin chào.